Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion. Chào đón quý vị quay trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Chúng ta đang đến với những cái đoạn cuối của chương trình rất là hấp dẫn. Bây giờ thì thí sinh Bí Ẩn số 7 sẽ xuất hiện. Cơ hội chỉ có một thôi. Anh sẽ nói với Sơn, với Nhung. Thôi anh em mình hy sinh đi. Hy sinh. Thấy không? Mình nhường cái phần số 7 qua cho bên... bên đó chọn. Khách. Ok, cũng được. Khách mời. Đó. Nhưng mà với một điều kiện, thấy không? Là cái đội khách mời này đó, phải làm một cái gì đó. Bây giờ nè, ba người đi cách quốc đi. Đi từ đây đúng lên rồi. Đó, xong rồi đúng đi rồi từ đây xuống tạo dáng. Đúng rồi. Yeah. Trời ơi, cái đó thì quá dễ dàng, lại lên đổi lấy ca sĩ đi mọi người ơi. Người mẫu, siêu mẫu, Hứa Minh Đạt. Trời ơi. Khách dễ sợ chưa? Open. Hả? Dễ dữ. Đó. Bé vẫn tạo ra. Bé có sao không bé? Trời. Rồi, vừa đến với phần biểu diễn của ba siêu mẫu khá tăng động. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe giọng hát thật của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Xin mời ca sĩ Bí Ẩn số 7 xuất hiện. Hey yo, hey yo. Hát hò như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn, hát nhiều hết hơi. Trời ơi, thấy cái dáng quen vô cùng tận luôn. Đội khách có đổi hay không? Không anh à, em đổi. Nghĩ những cái thành phần mà sạc. Đổi đi. Đổi đi. Em đổi lấy anh này. À. Đúng rồi. Em lấy. Lấy. Suy nghĩ cho kỹ nha. Hồi nãy giờ mình cũng đã diễn thời trang rồi, đây là cơ hội cuối cùng thấy thắt bít kìa. Đổi rất đi. Cá tính nha. Nãy em thấy Phi Nhung cãi anh không? Đổi đi. Dạ đổi. Chốt đơn. Ở đây đổi không? Đổi. 3, 2, 1. Đổi. Số 7 lui. Như vậy là đội khách đã đổi số 7. Về Trà Vinh đầu tiên nghe hai chữ chân tình, ai ơi dấu ngàn dặm xa, một lần thôi xin ghé qua nơi đất ngọt lời thương nhớ, nơi đi vào từng trang thơ khúc ca Trà Vinh tình đất tình người, ngược lối về nơi xứng danh miền Tây, và đưa cô chiên ân tình, nắng mưa nghiêng mình, đường hàng me nằm lắng nghe đôi lời gần xa, trai gái thiệt thà đậm đà miền đất phù sa. Còn thấy một dòng sông chưa chan tình quê, bao người con xa thế thương về đó, sông lòng bình chảy trong
khi ai đã về Trà Vinh, thầm thương hai chữ duyên tình. Nơi đây xin nhắn người miền xa từng lời thương mộc mạc nhưng thâm tròn người ơi. Tình ngược lối về nơi xứng danh miền Tây, và đưa cô chiên ân tình. Nắng mưa nghiêng mình, đường hàng me nằm lắng nghe đôi lời gần xa. Gái thiệt thà đậm đà miền đất phù sa, còn thấy một dòng sông chưa chan tình quê, bao người con xa thế thương về. Đó sông Long Bình chảy trong tim mình, chảy trong tim người Trà Vinh. Khi ai đã về Trà Vinh, thầm thương hai chữ duyên tình. Nơi đây xin nhắn người miền xa từng lời thương mộc mạc nhưng thâm tròn người ơi. Trong tim mình chảy trong tim người Trà Vinh, đó sông Long Bình chảy trong tim mình, chảy trong tim người Trà Vinh. Chẳng thể quên câu hẹn miền thương, ai qua rồi chẳng thể quên câu hẹn với Trà Vinh. Lời quá rồi. Trời ơi, đang tổ chức chơi ăn gian. Một bức tranh tuyệt đẹp. Cảm ơn vũ đoàn Việt Hải rất là nhiều. Các bạn đã tạo nên bức tranh rất là đẹp. Không được, ban tổ chức chơi ăn gian, em không đồng ý. Hồ Văn Cường. Hay quá. Hồ Văn Cường con ơi. Con xuất hiện làm cho mẹ Nhung coi như là đỡ hồi hộp, căng thẳng kìa. Con ơi con cái trái tim của mẹ nó gần rớt ra rồi đó con ơi con. Em thấy đội em lời quá. Vừa được Hồ Văn Cường ra hát rất hay, vừa có giọng chị Nhung bè ở trong đó nữa. Mà chính tôi cũng không biết là Hồ Văn Cường đi thi trong cái trường hợp này. Cường à, mình ở trong nhà, mẹ con mình có gì nói chuyện với nhau nha. Đừng bao giờ mà lên chơi một cái trường hợp như vậy nữa, mẹ sẽ cái đùng mẹ chết tại chỗ liền đó con ơi.
muốn làm bất ngờ đúng không Cường hả? Hôm nay con biểu diễn rất là thành công luôn và mọi người cũng rất bất ngờ. Thật sự mà nói thì mẹ con không biết con xuất hiện đâu. Chúc mừng con đem niềm vui lại cho đội khách. Cho em nói một lần cuối cùng. Nói đi em. Con làm ơn con có tham gia con cũng cho mẹ biết. Mẹ già cả rồi con. Ủa nhưng mà ví dụ như chị biết rồi chị có cho tham gia đâu? Em nói vậy sao được? Em nếu mà cho nếu mà cho em biết thì làm sao mà là ca sĩ bí ẩn? Anh nắm tay em đi là cái tay em nó lạnh. Biết là nắm thì được rồi. Cái vụ gì nắm? Cái vụ cái nó nắm quạt được. Con phải giới thiệu con là ai? Con có phải là ca sĩ hay không? Dạ, lời đầu tiên cho con xin chào chú Ngọc Sơn, mẹ, chú Hưng, chị Nam Thư, chú Đạt, chị Vân. Con tên là Hồ Văn Cường, con năm nay 17 tuổi, con là ca sĩ. Rồi, xong, khỏe re, thấy chưa, khỏe re. Lời nói của con đã đem niềm vui đến cho đội khách và nỗi buồn đến cho đội mẹ con đó. Rồi, bây giờ thì con có vô nghỉ ngơi chờ chút cái thí sinh của đội mẹ con hát xong rồi con ra con đỡ mẹ con vô nha. Và bây giờ cái phần lo lắng nhất thuộc về đội chủ nhà. Xin mời thí sinh số 4 xuất hiện.